giờ làm sao cho xe đi vô? Vô được không? Vô được. Xe đám cưới người ta vô được mà. Vô được. Nó chạy vô tới trong luôn. Ghế luôn. Anh hỏi anh giảm anh phải quay mà. Chị Điệp nè, từ cái tay cho đến cái miệng. Không vô nhiều quá. Không vô nhiều quá. Không vô, không vô rồi. Ấy như cái quảng cáo của Mary, cái chương trình của Mary Time mình á. Chiếu từ đang chân chiếu lên vậy. Không có thuốc, không có thuốc không phòng. Nó bả hết thuốc và thải gạc vô trong cái gạc. Chứ không được bỏ lên sàn nhà. Mary Time hả? Ủa có quảng cáo đó. Đó. Ở đây thì chứ không để cho anh đi gấp hả? Gấp đi, tôi gì đâu mà. Con đá này đá nó còn sống suốt mà nó cứ lạnh như thế này rồi. Mà nó hút không biết bao nhiêu là điếu tan rồi, nằm ở dưới đó thôi. À, cái mà sống thiệt mỗi ngày vậy ha. Cái này nè mà em chả bật lên này là mình chả coi. Em mặc là bên trong mới coi. Rảnh quá. Đẹp cái này của em ấy nha, ngoan lắm. Mình ăn là cứ thịt tầm hay. Cho một hướng dẫn. Thịt là cối xe máy xe giá nè.